Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ và kết nối yêu thương. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Hôm trước tôi đến cái vườn mai của ông Phong. Mai của anh Phong ở quận gì? Quận Tân Phú. Thì mình thấy có một số giống mai nó nở bông đẹp quá, làm xấu xin về. Thì Phong cũng vui vẻ thôi. Tại mình đến mình Phong với mình là giữa Phong với mình là có sự hợp tác trong vấn đề mà làm ăn này các bạn. Thì Phong cũng biếu tôi một ít giống mai mà Phong bảo là nó rất là đẹp. Thì dưới cây mai này các bạn thấy không, đây là cây mai Dảo Bình Lợi. Thì 2 năm nay liên tục rồi, mai siêu bông, Dảo siêu bông Bình Lợi thì nó gian danh ở trên cộng đồng mạng thôi. Còn mà hồi năm ngoái thì tôi chưa thấy có những cây mai mà siêu bông Bình Lợi được vô những cái hội thi về cây kiểng. Hy vọng rằng năm nay nó có. Thì các bạn thấy không, cây mai siêu bông Bình Lợi của tôi đây, cái cây này là cây gốc nhớt, thì Phong ghép vô cây nhỏ đó trồng bonsai để mình bonsai để bạn chơi nè các bạn thấy. Mà cái bông của nó các bạn, cái bông gió mà nó nở như thế này đây, các bạn biết là khi mà bông gió nó nở như vậy là nửa cái bông mà vô chín vụ nó còn bự hơn nữa. Bởi vì khi mà cái mai mà chín vụ á, thì các bạn hái hết lá nó thì nó sẽ làm tổng lực, nó đẩy cái bông lên rất là to, và đồng thời cái khí hậu nó phù hợp thì cái phun bông nó to hơn những cái bông mà gọi là bông trái vụ, là bông gió thế này. Để tôi thử đo thử coi cái kích thước em này được bao nhiêu các bạn ha. Là các bạn thấy cái bông không, bông rất là lớn ha. Đây từ cái chỗ này kích thước của em này là được 7 phân các bạn, 7 phân nè các bạn thấy không, 7 phân nè đó, kích thước là được 7 phân đó các bạn. Mà nếu mà vô chính vụ nó sẽ lớn hơn, có thể là 8 phân, nó đạt tới 8 phân luôn. Thì ngoài cây bông cây mai là siêu bông Bình Lợi thì Phong cũng tặng tôi thêm cây này là cây mai bạch mai Thái Lan. Cái dòng bạch mai này thì nó có 12 cánh nha các bạn ha. Cây của tôi chết mẹ rồi, hôm vừa rồi đợt nắng vừa rồi chết rồi. Còn cái đây là một cái giống này Phong bảo là cái giống này của cái vườn nhà, nó bông nó rất là lạ luôn. Thì tôi bảo lạ thì đưa tôi về tôi chơi thử coi sao. Thì Phong cũng thấy cây mai gà lạ nè, bông rất là nhiều bông luôn các bạn, nụ các bạn thấy không. Mà mấy cây này, cây bông cây này mới có ghép, mới có được 6 tháng thôi mà các bạn thấy cái nụ dày đặc luôn, là từ ở dưới gốc bên đây nè các bạn thấy không. Cây này chút mình sẽ uống cây lại để mình xem cho nó nở như thế nào và tôi cũng chia sẻ với các bạn. Rồi khi mà chơi mai ngay thời điểm này các bạn có thể sang chậu được hay không, đó là một câu hỏi cũng có rất nhiều bạn chơi mai để thường hỏi tôi là có nên bứng cây mai từ ở ngoài đất. Tại vì các bạn thấy cây mai của bạn ngoài đất nó đẹp quá, rồi các bạn muốn bứng đưa vô chậu. Rồi có một số bạn thì cây mai nó ở trong cái chậu nó nhỏ quá, các bạn muốn lên đời cho em mua cái chậu lớn hơn, đẹp hơn. Thì các bạn thân mến, thì cây mai nếu mai trồng đất thì ngay thời điểm này tôi khuyên các bạn là các bạn không nên di chuyển nó đưa vô chậu làm gì. Bởi vì khi mà cái chậu các bạn mà bứng cây mai á, có những cây mai nó mọc lâu năm dưới đất rồi, khi mà các bạn bứng cây mai thì các bạn chạm vô cái rễ của nó. Khi chạm vô rễ của nó thì nó sẽ làm, thứ nhất là nó sẽ làm cây mai nó chững lại, cây mai nó chững lá, có thể lá nó sẽ rụng đi. Lá nó rụng thì nó kích thích nó sẽ nở bông, hoặc là nó làm rối loạn trong cái quá đời mà trong cái quá trình mà tăng trưởng để nó nuôi chậu. Còn trường hợp mà nếu mà các bạn muốn sang chậu từ một cái chậu nhỏ hơn qua một cái chậu lớn hơn thì các bạn sang thì cũng được, nhưng mà các bạn cân nhắc, các bạn phải xem thử coi cây mai của mình nó đã thuần chậu hay chưa. Nếu cây mai nó thuần chậu là nó sẽ làm thành nguyên một cái bầu như thế này để các bạn, nó sẽ bó vô một thành chậu. Thì các bạn chỉ việc các bạn chỉ dở nhẹ nó lên, rồi các bạn di chuyển qua một cái chậu khác, dở nhẹ nhanh, càng nhẹ càng tốt, thì các bạn di chuyển qua cái chậu khác thì ok, lúc đó chúng ta sẽ chèn thêm giá thể thêm vô thì cái đó thì được nha. Còn nếu mà cây mai của các bạn á, các bạn mới vừa trồng, cái bộ rễ nó rất là yếu mà các bạn di chuyển như vậy thì nó sẽ động rễ của nó bể cái bầu ra, thì nó sẽ bị cái hiện tượng là nó rụng lá, hoặc là nó làm chậm lại cái tốc độ tăng trưởng của cái nụ. Thành ra khi các bạn hãy cân nhắc. Còn hôm nay tôi quyết định tôi sang chậu cho em này để cho các bạn xem thử ha. Các bạn xem thử nếu mà trường hợp vào thời điểm này mà chúng ta sang chậu thì sang chậu như thế nào để cho bảo toàn được cây mai. Chứ thật ra tôi thấy cái chậu này hình như là ông Phong ông thay rồi. Thường thường là các bạn thấy nếu mà sang chậu là vô như cái chậu như thế này, là các bạn cắt nhẹ nhẹ này, các bạn đưa vô cái chậu để nguyên bầu.
Còn cái cây này tôi thấy cái hiện tượng cây này như là phong đã sai một lần rồi sao á. Giờ khi mà cái ta nó có một cái dáng các bạn, bằng cái cây mai mà nó có một cái dáng bài như thế này, chúng ta đưa vô một cái chậu mà nó thấp quá đó thì nó sẽ nhìn cái cây mai nó không đẹp. Trường hợp mà bạn nào mà thích chậu thấp á, các bạn muốn cho cây mai của các bạn đẹp nữa thì bắt buộc các bạn phải đưa vô cái đôn cao lên, nhấc cây mai lên giống như đưa cái đôn như vậy nè, thì cây mai của các bạn nó sẽ nhìn nó sẽ cân đối hơn. Chứ nếu mà các bạn để cái chậu như thế này mà các bạn không đưa vô cái đôn á thì nó nhìn nó bị rối cây ha. Nó tự bứng cây lên nhẹ nhẹ thôi nha các bạn ha. Các bạn để nguyên một bộ đất như thế này nè, đó vậy là tôi khiêu nhẹ nhẹ thôi. Khiêu bộ đất lên. Đất nhà vườn người ta trồng toàn bộ bằng sơ dừa rồi, được rồi, như vậy là ổn rồi. Tôi sẽ đưa vô một cái chậu này. Tôi thấy cái chậu này nó sẽ lạ, độc lạ hơn, đẹp hơn. Chậu này tôi tính trồng vô cái cây này là cây kim quýt Thái Lan. Nãy giờ tôi thấy cây kim quýt Thái Lan nếu mà đưa vô cái chậu này á, tại nó dáng trực mà đưa vô chậu tôi thấy nó không được đẹp cho lắm. Thôi mình nhổ nó ra, mình đưa cây mai vô, thế cây mai vô các bạn. Mới đầy chảy máu rồi, đụng gì chảy máu rồi. Cái này thì dễ mà, nhổ lên rồi giờ để nó cũng mắc chặt đó. Để các bạn thấy khi mà tôi đưa nó vô cái chậu này thì các bạn sẽ thấy là cái sự nó rõ nét, nó khác biệt rõ nét liền. Thằng nội nó cứng như trời. Trời ơi. Rồi tôi sẽ làm giá thể cho ngay, tôi sẽ bỏ giá thể này đi. Các bạn thân mến, khi mà các bạn trồng mai là nó, cây mai là một loại cây nó khó tánh lắm, nó rất là khó tánh. Thành ra mà khi mà con ông bầu, khi mà các bạn trồng mai á, thì các bạn phải trộn giá thể cho phù hợp ha. Thì tôi thường chia sẻ với các bạn là làm giá thể tôi thường bỏ than cổ ong, nhưng mà dưới cây mai các bạn không bỏ. Nếu các bạn bỏ than cổ ong vô á, nó sẽ làm cái lá nó vàng. Thì tôi sẽ bỏ một chút sơ dừa này vô ha, chủ yếu là sơ dừa các bạn. Tôi bỏ sơ dừa vô. Trong sơ dừa này tôi bỏ thêm cái đất dinh dưỡng đó, cái đất dinh dưỡng đấy, đất dìa bát đó, thì gộm thêm sơ dừa nó chiếm tỷ lệ khoảng 50% á, rồi còn số phần trăm còn lại thì 30% lại tôi trộn cho thêm vô cái đất dìa bát. Rồi các bạn là không có thích đất dìa bát thì các bạn có thể trộn cát vô, rồi 20% còn lại thì tôi sẽ trộn Akadama. Cái này cho em này xịn sò chút, chơi em như Akadama này. Đó, trồng Akadama này vô. Các bạn ha, mình có một cái giá thể trồng mai rất là tuyệt vời luôn. Đa số ở vùng miền Tây á, họ trồng mai họ dùng bằng cái giá thể bằng sư dừa. Còn tôi thấy ở cái vùng Bình Định á, họ trồng mai bằng cái đất phù sa, đất cát. Bởi vì mỗi vùng miền có trồng cái kiểu trồng khác nhau. Còn ở miền Bắc họ trồng thì sao tôi cũng không rõ lắm. Cái sơ dừa này giờ dễ ha, các bạn lên Shopee các bạn mua sơ dừa nén á, nén khói gì kìa, người ta bán cho bạn. Còn ở đây á, thì mình mua sơ dừa bao cái rẻ hơn. Còn cái loại mà nó đóng thành nguyên một cái khối á thì nó mắc tiền hơn chút. Đó. Rồi ha, giờ tôi sẽ bỏ cái dừa vô đây. Tôi sẽ bỏ cái giá thể này vô đây. Nghe tôi trộn thêm đất ở Akadama vô. Hai cái này để bữa nào rảnh mình cũng sang chậu đó. Cái này sang chậu dễ, các bạn cắt nhẹ nhẹ này đó, bóc nguyên cụm đi, các bạn chuyển qua cái chậu, bạn chèn giá thể vô là xong. Nó rất là dễ mà. Rồi, đợi này lên. Đưa nhẹ nhẹ qua thôi ha. Đó, nhẹ nhàng, êm ái.
tìm hai thôi đó rồi mình cái Phong này chắc Phong mới nhìn cái chậu này chắc có lẽ hắn cũng mới vừa sang chậu thành ra cũng còn nguyên một cái về chèn vô ha các bạn ha, chèn cho nó giữ cây là nó tránh ngã cây. Các bạn thấy mình vô cái chậu này, các bạn thấy cây mai này nó, các bạn thấy nó đẹp không? Nhìn nó khác liền các bạn ha, à, nhìn nó khác liền. Dưới ngay thời điểm này các bạn sang chậu thì thay đất cho cây mai rồi, thì sang năm các bạn không cần thay nữa. Đất này nó sẽ cầm cự được ra thêm một mùa nữa. Cầm cự được mùa. Rồi các bạn thấy không? Cái bông này mà nó nhảy qua chỗ này thì nó đẹp hơn. Cái bông này nó nở hôm qua nè, nở hôm qua, hôm nay nó chưa rụng hết cánh à, các bạn, nó lắc đác các bạn mà chơi chơi mai bonsai á, mai bonsai mà chơi tác phẩm á, thì các bạn nó để cho nó nở từ từ thôi à, nở từ từ nó điểm xuyến một vài bông thì các bạn chơi nó sẽ thú vị hơn. Còn nếu mà nó nở tổng lực á, thì tôi thấy nó cũng được, nhưng mà nở lại ra như thế này để có mình chơi. Giờ mà tôi chơi cây này tôi chơi liên tục đến tới Tết luôn các bạn, nó cứ lai, mỗi lần nó nở một vài, nó điểm xíu một vài bông, điểm xíu một vài bông vậy á. Làm xấu sinh mà có là sĩ diện không có, làm xấu sinh ai tốt bụng cho, không tốt bụng thôi, tôi ai cho tôi gì tôi thương đó. Họ cho tôi cái thương họ lắm, còn họ không cho tôi thì tôi không thương, nhưng mà tôi cũng không ghét. Mình ta không cho mình mà thương gì, nhưng mà mắc gì ghét người ta, đầu của người ta chết theo ai ta cho. Các bạn thấy không, nó rất là đẹp ha. Rồi, cây này chút mình sẽ ăn chậu mình bỏ vô đây, các bạn thấy rất là ok hả nè. Cái dáng này mình sẽ dưỡng lại tôi nuôi luôn, kiểu như thì đóng thêm một cái nhánh trực chỗ này, để nhánh trực nó cao lên chút, và đồng thời nhánh đổ ôm chậu rất là ấn tượng các bạn ha, rất là duyên cây, đúng là mai vàng mấy độ, mai vàng bà hoàng của mùa xuân, dòng cây mai báo xuân cũng được đó nha. Rồi đến đây cũng là xong phần việc sáng hôm nay rồi. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấn like, ủng hộ tinh thần người làm clip. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ kênh những video mới nhất các bạn. Bye bye, hẹn ngày tái ngộ.